Quy trình ươm trồng sâm Hàn Quốc thì vô cùng đơn giản. Đây các bác ơi, khi mà ngâm nước ấm xong nhá, đem đi ủ khăn hoặc là giấy ẩm, đậy nắp vào, thi thoảng thì mở ra tưới nước cho em. Sau 3 đến 5 ngày hạt nảy mầm rồi đem đi trồng thôi. Tỷ lệ lên mầm của bên em là trên 90%. Đó, ví dụ như các bác mua 30 hạt thì lên khoảng 28 hạt. Đây là thành quả sau 2 tuần tưới tắm của em. Mọi người muốn mua hạt giống sâm Hàn Quốc thì bấm nút mua ngay ở bên dưới. Thông tin giá cả em để đầy đủ hết.